Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 7 ngày công nghệ phát sóng trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Internet, công cụ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Sáng kiến giải pháp cảnh báo và ngắt bơm tự động bằng cảm biến. Phần tin công nghệ quốc tế, công nghệ mới giúp chống muỗi đốt. Bút phát hiện lỗi chính tả. Thưa quý vị và các bạn, vòng thi trung khảo phần mềm sáng tạo trong khuôn khổ cuộc thi tin học trẻ toàn quốc năm 2013 bắt đầu khởi tranh từ ngày 1 tháng 8 năm 2013 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Trong số 107 phần mềm sáng tạo tham gia vòng sơ khảo của cuộc thi năm nay, sẽ chỉ có 25 sản phẩm tốt nhất được lựa chọn, tranh tài tại vòng trung khảo. Và chiều ngày 2 tháng 8, kết quả 15 sản phẩm xuất sắc nhất sẽ được công bố tại lễ trao giải cuộc thi tin học trẻ toàn quốc 2013. Những thông tin chi tiết về cuộc thi này sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình 7 ngày công nghệ tiếp theo. Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, thay vì mất thời gian và luôn phải lo lắng vì tình trạng bể chứa nước sinh hoạt của gia đình cạn hay bị tràn khi bơm nước, thay vì phải giải quyết những trục trặc xảy ra khi hệ thống phao ngắt bơm không hoạt động ổn định gây cháy máy bơm, một thiết bị sử dụng công nghệ cảm biến có thể giải quyết vấn đề này hiệu quả và an toàn. Ngoài ra, thiết bị này còn có thể ứng dụng cho việc cảnh báo nước mưa, nước lũ tràn vào nhà, đặc biệt ở khu vực miền Nam hay xảy ra chiều cường về đêm khiến nước tràn nhà vào nhà mà không biết và không trở tay kịp nên khả năng ứng dụng mở rộng của thiết bị này là khá lớn. Gia đình bác Đỗ Nghi cũng như nhiều gia đình khác sống tại Hà Nội để đảm bảo nước sinh hoạt. Mỗi gia đình thường có một bể ngầm trữ nước và một bể chứa trên tầng mái để phục vụ sinh hoạt cho cả nhà. Đi cùng với hệ thống bể là máy bơm nước, vừa để lấy nước sinh hoạt cho gia đình, nhất là các khu vực đông dân, nước yếu, vừa để bơm nước lên trên bể cao. Tuy nhiên trước đây, dù đã lắp hệ thống phao ở các bể để giúp ngắt máy bơm, nhưng lâu ngày phao hoạt động không ổn định, nên bác Nghi vẫn phải chạy lên chạy xuống kiểm tra nước ở bể trên mái sắp tràn chưa và bể ngầm có bị cạn nước gây cháy bơm hay không. Với một người cao tuổi thì công việc này vừa mất thời gian và khá nặng nhọc. Ôi dồi, mỗi lần mà đi kiểm tra nước thì cứ trèo lên trèo xuống mệt lắm, mà vất vả lắm. Mà lúc nào mình cũng phải quan tâm đến cái chuyện nước, thế mà mất thì giờ không làm việc khác. Nhưng từ ngày nhà bác Nghi lắp đặt hệ thống thiết bị cảnh báo và đóng ngắt bơm tự động, thì việc bơm nước sinh hoạt trong nhà đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong quá trình bơm nước ấy, thì dùng trong một thời gian, ví dụ nửa năm hay một năm ấy, thì cái phao điện, công tắc điện nó bị trục trặc, nó bị tiếp xúc ấy, thì dẫn đến cái việc mà máy bơm chập chờn. Và nhiều gia đình trong quá trình bơm nước rất lo âu. Đây là bộ thiết bị điện tử báo ngắt bơm tự động do anh Nguyễn Đức Hùng chế tạo. Bằng việc sử dụng mạch cảm ứng điện tử đặt trong bồn trên mái và bể ngầm dưới nền nhà đã giúp phát hiện tình trạng đầy hay vơi của bể theo mức độ nước mà gia chủ thiết lập. Các đầu cảm biến này sẽ đưa ra thông tin về bộ điều khiển, từ đó đưa ra tín hiệu cảnh báo cho người trong nhà. Đồng thời với đó là hệ thống sẽ tự động ngắt bơm nếu bể trên tràn hoặc bể ngầm bị cạn nước, tránh gây hư hỏng cho máy bơm. Hệ thống hiện được đánh giá hoạt động tối ưu, đồng bộ, độ chính xác cao nên có thể khắc phục được những nhược điểm của phao điện. Khi mà bể ngầm trong quá trình bơm nước bị cạn nước thì mạch cảm biến đưa đến bộ trung tâm điều khiển để tự tắt máy bơm, đồng thời có đèn hiển thị màu đỏ sáng và còi báo động kêu. Bộ phận thứ hai là bộ phận cảm biến ở bể tầng cao. Khi mà bể tầng cao bị tràn nước ấy, thì bộ phát sóng phát tín hiệu và đèn màu xanh sáng. Hộp trung tâm nhận được tín hiệu đó, đồng thời máy bơm tự ngắt. Cái hệ thống này thì so với cái hệ thống cơ khí ngày xưa thì nó tốt hơn nhiều, nó không phải cứ cái tiếp biển nó gì nhưng mà nhưng mà cái phao mà nó nổi lên chỉ cần một phao nó hở là chìm nó đã đủ, nó đóng mở cho nên nó lắm lúc mình dùng ít nước thì nó giống như cái máy giã gạo, nó cứ liên tục nó bơm thế rất phiền. Nhưng đây thì khi nào nó cạn hẳn rồi thì nó mới bơm, cho nên là rất tiện lợi. Do thiết bị này được chạy bằng nguồn điện công suất nhỏ nên có thể cắm điện liên tục mà hao phí điện không đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người khi chưa từng sử dụng thiết bị này có chút e ngại khi thiết bị chạy bằng điện lại có phần tiếp xúc với nước nên có thể gây ra nguy hiểm trong quá trình dùng.
Một vấn đề khác là sử dụng sóng vô tuyến phát tín hiệu về bộ vi xử lý cũng đòi hỏi bài toán khử nhiễu khá chặt chẽ, nhất là đối với các ngôi nhà ở khu vực đông dân cư. Mỗi một cái bộ thu phát là có tần số riêng, có nghĩa là cái tần số phát của nó và tần số thu là không ảnh hưởng đến cái bộ bên cạnh. Gia đình chúng tôi đã dùng cái hệ thống này khoảng hơn một năm rồi, thì chưa bị trục trặc cái gì cả, chưa thấy xảy ra cái gì hiện tượng báo sai hay là ngắt sai. Có một số bạn tôi thì trục trặc ở chỗ là chuột đã cắn dây, cắn đứt dây. Thế thôi chứ không có bị cái chuyện gì hết. Với mức giá thành khoảng 400.000 một bộ cho quy mô hộ gia đình, nên sản phẩm hiện đang được nhiều cá nhân quan tâm đặt hàng. Mới đây, một công ty cung ứng thiết bị điện tại Hà Nội đã đặt lô hàng đầu tiên 1.000 bộ để phục vụ cho nhu cầu người dùng. Và tác giả cũng đang nỗ lực để hạ giá thành hơn nữa khi đưa vào sản xuất đại trà bộ thiết bị này. Quý vị và các bạn thân mến, Internet là một thế giới rộng lớn, mở ra một kho tàng thông tin vô cùng phong phú và có tác động to lớn đến mọi đối tượng trong xã hội. Phóng sự sau đây của chúng tôi là một câu chuyện về vai trò quan trọng của Internet với một nhân vật hết sức đặc biệt, Hoa hậu người khuyết tật Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Cuộc sống là đấu tranh, chấp nhận và vượt qua, và sự tự tin của người khuyết tật trong tình yêu chính là hai trong số những tác phẩm của cô sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Với bút danh là Nguyệt Hà, mỗi tác phẩm của cô như những lời động viên, tâm sự chân thành của bản thân. 7 năm trước, trải qua một cuộc phẫu thuật chỉnh cột sống, Ánh Ngọc đã không gặp may mắn khi bị cướp đi đôi chân và buộc cô phải làm bạn với chiếc xe lăn. Đó thực sự là một cú sốc rất lớn, đập tan đi biết bao hoài bão, bao ước mơ của cô gái trẻ này. Tuy nhiên, mọi thứ với cô chưa chấm hết nhờ vào sự tác động của Internet. Tôi bắt đầu sử dụng Internet năm lớp 10. Và có thể nói là Internet, hay nói chính xác hơn là chiếc máy tính, như một người bạn của tôi, thậm chí bạn bè tôi đang đùa tôi là nó là như người yêu của tôi. Tôi tìm hiểu được những sự thay đổi của xã hội, những cơ hội của riêng mình. Và thực sự thì tất cả, gần như mọi cơ hội tôi đều bắt nguồn từ Internet mà không phải là từ một thế giới thực bên ngoài. Nếu những người bình thường dành khoảng từ 2 tới 3 tiếng mỗi ngày để sử dụng Internet, thì đối với Ánh Ngọc là gấp đôi khoảng thời gian đó. Internet đã trợ giúp cô gái bé nhỏ này hiện thực hóa những kế hoạch của bản thân, những email, những buổi họp trực tuyến của nhóm học tập trên lớp. Những dòng chat đã hỗ trợ cho cô rất nhiều trong học tập, công việc cũng như trong cuộc sống. Internet có thể nói là một đôi chân thứ hai của tôi. Bởi vì đôi chân của tôi đã không đi được nữa, nhưng Internet đã giúp nó một đôi chân cho tôi. Có thể nói là tôi đặt chân được đến mọi miền trên đất nước, trên thế giới, khám phá những cái điều, những cái vùng đất hay những cái thế giới khác mà có thể là nếu đôi chân tôi còn có thể đi được, chưa chắc tôi đã khám phá ra. Ước mơ của cô gái nhỏ bé này là trở thành chuyên gia tâm lý và đặc biệt là đưa những lời khuyên, lời động viên chân thành, sâu sắc tới những người đồng hoàn cảnh. Thông qua Internet, thông qua các diễn đàn, forum dành cho những người khuyết tật, Ánh Ngọc đang hiện thực hóa ước mơ của mình. Không chỉ giúp đỡ những người đồng hoàn cảnh bằng những lời khuyên bổ ích trên mạng, ngoài đời cô còn rất nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Một lần nữa, Internet đã cho Ánh Ngọc cơ hội được biết và tham gia cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013. Vương miện Hoa hậu chính là nguồn động viên tinh thần lớn lao dành cho Ánh Ngọc và là cơ hội, phần thưởng cho bất kỳ ai không gặp may mắn trong cuộc sống, biết phấn đấu và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Với một sinh viên ở khoa tâm lý thì ngoài việc tìm tài liệu những cái việc mà liên quan đến việc học chẳng hạn, thì đối với sự ứng dụng của Internet, có thể nói là khi chúng ta đối diện với nhau có rất nhiều chuyện chúng ta rất khó để mở lời. Nhưng khi thông qua một màn hình máy tính, chúng ta dễ dàng để chút bỏ tâm sự hơn rất nhiều. Và vô tình thì Internet giúp tôi thực hành những kiến thức tâm lý của mình, những cái trải nghiệm xã hội của mình. Với những người khuyết tật như Ánh Ngọc thì Internet là một bước đệm để họ xóa tan được rào cản trong giao tiếp với cộng đồng và xã hội. Ánh Ngọc đã đại diện cho phần lớn những người không gặp may mắn trong cuộc sống để đem đến một thông điệp rằng họ có thể tàn nhưng không bao giờ phế, họ vẫn sống, vẫn nỗ lực và giao tiếp với thế giới bên ngoài đầy tự tin và rạng rỡ. Tiếp theo là một công nghệ quốc tế, thưa quý vị và các bạn. Muỗi là loài côn trùng khá nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là tại các vùng khí hậu nhiệt đới.
Nhưng giờ đây đã có một công nghệ mới giúp chúng ta chống lại loài muỗi một cách hiệu quả và giúp tiết kiệm hàng triệu đô la sử dụng trong công tác chữa trị các loại bệnh do muỗi gây ra trên khắp thế giới. Kypass là miếng dán có kích cỡ 5x5cm, giúp mọi người tránh muỗi tới 48 giờ. Miếng dán này được dán trực tiếp lên quần áo và nhờ sử dụng các hợp chất không độc hại, miếng dán sẽ ngăn chặn khả năng muỗi phát hiện khí CO2 thoát ra từ con người, dấu hiệu nhận biết của muỗi. Công nghệ sản xuất Kypass đã được phòng thí nghiệm của công ty Olfactor, một công ty chuyên về nâng cao nhận thức xã hội của Mỹ phát minh. Ray Franson, quản lý của dự án này cho biết, Kypass được thiết kế an toàn, thời gian sử dụng lâu và giá cả hợp lý hơn nhiều sản phẩm hiện đang có trên thị trường. Màn chống muỗi chỉ có thể bảo vệ được khoảng 7 tiếng đồng hồ buổi đêm. Các sản phẩm phòng chống muỗi khác như bình xịt, dầu và viên chống muỗi thường độc hại và không hiệu quả. Gần đây, các tác giả của sản phẩm này đã phát động thành công một chiến dịch huy động vốn để thử nghiệm sản phẩm. Chiến dịch sẽ kéo dài trong một năm và số tiền huy động được sẽ được sử dụng để thử nghiệm miếng dán chống muỗi tại Uganda và sau đó là sẽ được phân phối trên toàn cầu. Sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng cho thấy một điều rõ ràng là mọi người đang cần công nghệ của chúng tôi. Tôi thấy được khích lệ rất nhiều và chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi dự án này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm trên toàn cầu có 660.000 người chết vì bệnh sốt rét và 91% trường hợp tử vong là ở châu Phi. Vì vậy, Kypass có thể sẽ là một niềm hy vọng lớn cho châu lục này nói riêng và thế giới nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong thế giới ngày nay, việc thể hiện văn bản đã được tối ưu bằng phương pháp số hóa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đã hết nhu cầu đối với việc viết tay. Chính vì thế, các nhà khoa học Đức vừa cho ra đời cây bút có thể tìm thấy lỗi chính tả ngay khi viết trên giấy, vừa là phương pháp rèn chữ tốt hơn cho các học sinh, vừa giúp những người phải viết tay viết chuẩn xác hơn. Cây bút có tên là Learnstick. Về cơ bản, nó vẫn là một chiếc bút truyền thống như bút mực, bút bi hay thậm chí là một chiếc bút chì. Cây bút này được tích hợp một bộ cảm biến chuyển động, một máy tính Linux nhỏ chạy bằng pin với một chip Wi-Fi. Cây bút sẽ nhận biết chuyển động riêng biệt của nó, hình dạng các chữ cái và lưu trữ được rất nhiều từ. Khi cảm nhận thấy chữ viết xấu hoặc chữ viết lộn xộn, bút sẽ tự rung lên. Cây bút có thể làm việc một trong hai chế độ. Chế độ thư pháp giúp chỉ ra những sai sót về hình dạng và mức độ dễ đọc của chữ viết. Chế độ soát lỗi chính tả giúp nhận dạng và so sánh các từ với cơ sở dữ liệu ngôn ngữ. Nếu không đúng, bút sẽ tự rung để nhắc nhở người viết. Tuy nhiên, hiện nay bút mới chỉ hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức, sau đó sẽ mở rộng ra nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 7 ngày công nghệ của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.